thương nhớ con đò này. Một chiều lại về bên em tôi chưa thương nhớ ai mà sống theo trời nước mắt ngỡ như mẹ cha vẫn chờ ta quay. Lại hôm ta trong vòng tay người già, một chiều lại về kinh băng băng cánh hoa xưa, gần kề ơi, sao dòng sông vẫn mênh mông thế? Ngỡ như còn đây một thời thơ quê hương ơi, nỗi nhớ còn theo tôi suốt cuộc đời. Một chiều lại về kinh băng băng xưa, gầm kề ơi, sao dòng sông vẫn mênh mông thế? Ngỡ như còn đây một thời thơ bé, quê hương ơi, nỗi nhớ còn theo tôi suốt cuộc nhiều. Chương trình này có hai bài mới thì chú Quang giao cả cho Tấn Minh, thực sự là hơi căng thẳng. Cả hai bài hát này đều là lần đầu tiên Tấn Minh hát, nhưng cũng rất là mừng và rất cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị đã đón nhận những bài hát, những cái nỗi niềm, những câu chuyện của nhạc sĩ Vũ Quang, và Tấn Minh là người chia sẻ và dẫn dắt câu chuyện đó đến quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ cho phép Tấn Minh hát một bài hát mà Tấn Minh vô cùng yêu thích, phỏng thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh, Biển Nỗi Nhớ, và em sẽ đặt tặng quý vị. Dù sống đã làm anh
nhưng vì em xa anh chẳng cũng chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thế mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đêm tim, sao có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống đã làm anh nghiêng ngả vì em, mà nhường anh đến tiếng sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sống đêm làm anh nghiêng về năm. Khi mùa thu đến là tất cả những kỷ niệm từ những ngày thu rất xa lại ùa về tươi rói, và trái tim con người như sống lại cùng những nỗi buồn niềm vui ngày cũ, như chưa hề có dấu ấn của thời gian. Và trong chương trình ngày hôm nay, các nghệ sĩ Ba Lê, Phi Trường, Mỹ Linh, Văn Trúc, biên đạo múa Nguyệt Thu cùng với tiếng đàn cello của nghệ sĩ ưu tú Ngô Hoàng Quân sẽ đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên của mùa thu năm ấy. Thank you.
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế? Để cuối con đường anh kịp nhận ra em. Em ảo tới, chợt xôn xao lá đổ, xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm. Ca khúc Mùa thu giấu em qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Có phải mùa thu giấu em lâu đêm thế? Để cuối con đường anh kịp nhận ra em ao tới cho xuống giá đổ, xóa nỗi cô đơn lạnh giá rồi tình yêu lại dưng dưng bên khung cửa nhỏ và có lại sao sáng gió heo bay. Em hôn anh đắm say như gió và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu. Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế để cuối con đường nhận ra em ao tới chưa xuống xa lá đổ xa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm rồi tình yêu lại dưng dưng bên khung cửa nhỏ và con đường lại sao sáng gió heo mây. Em hôn anh đắm say như thơ và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu. Dẫu em lâu đến thế, để cuối con đường anh kịp nhận ra em. Em ao tới chưa xuống sao lắm đồ, xa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm. Tình yêu lại dưng dưng bên khung và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu. Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế để cuối con đường anh
kịp nhận ra Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Ngọc Anh mới được nói lời chào đến quý vị. Một chương trình, một đêm nhạc Phú Quang, Ngọc Anh lúc nào cũng cảm thấy rất là nhiều cảm xúc. Những thăng trầm của những cung bậc, của những bài hát, những tác phẩm khác nhau đưa cho Ngọc Anh đến những tình yêu trong cuộc sống. Và cũng mong là quý vị cũng như vậy, mỗi một bài hát, mỗi một tác phẩm đưa quý vị vào những chân trời của tình yêu. Thưa quý vị, bài hát tiếp theo là một bài hát sẽ đưa quý vị vào những câu chuyện rất là buồn của những người phụ nữ mà Ngọc Anh nghĩ là những người phụ nữ Việt Nam thường là sẽ gặp những câu chuyện giống giống như thế này. Một bài hát phổ trên nhạc của Lâm Thị Mỹ Dạ, một bài hát Ngọc Anh cũng đã rất là đầy tình cảm trong bài hát này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Romance 2. Dùm em cay nhìn già nua, ai cất dùm em
bàn tay cằn cỗi trong xứ sở của anh hiếm hoi niềm vui nơi cô đơn khô khát đến đau lòng ai đã đánh mất em hay tự em đánh mất Sao quý vị lại cười ạ? Dương mặc thế này để tí nữa lên đồng với nhạc Phú Quang. Lên đồng xong rồi thăng luôn ạ. Nhưng mà trước khi thăng thì sẽ được nhạc Tích Tay, nhạc sĩ Phú Quang sẽ đệm cho Tùng Dương một bài hát, một tuyệt phẩm mà chúng ta rất là yêu thích. Và Dương cất lên quý vị cũng sẽ nhận ngay ra thôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này. Chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn. Chia cho em một đời say, một cây si vơ, một cây bồ. Tôi còn đâu đam mê. Trời trăng trăng đắng, tôi về héo khô. Chia cho em một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một thơ. Chia cho em một đời tôi, một cây đắng, một niềm vui, một buồn. Chia cho em một đời say, một cây si vơ, một cây
tôi còn đâu đam mê. Trời chẳng chẳng ngỡ tôi về heo khô. Chia cho em một đời thương, một đam mê, một dạy. Còn đâu đam mê. Trời chẳng chẳng đáng tôi về heo khô. Chia cho em một đời thương, một đam mê, một dại khờ, một tâm, một đam mê, một dại khờ. Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đẫm. Nhạc sĩ Phú Quang thì cứ nói rằng là sở dĩ là 3 năm rồi mới được gặp lại nhạc sĩ Phú Quang trên sân khấu này hát cho quý vị nghe là bởi vì Tùng Dương nhớ rằng là nhạc sĩ Phú Quang nói rằng là khi nào mà cháu bớt điên, bớt lên đồng thì chú sẽ mời. Nhưng mà phải chứng minh rằng có những bài hát nếu không lên đồng thì sẽ không ra được nhạc Phú Quang, phải không ạ? Và ngày hôm nay là chú phải chịu thua cháu nhá. Vì cháu sẽ hát bài hát Triều Phủ Tây Hồ. Vâng. Một chút lãng mạn, một chút mộng mị và một chút bằng lăng. Khi mà Tây Hồ buổi chiều phủ và chúng ta hãy cùng nghe bài hát này, nhưng mà không phải một mình Tùng Dương hát, và với xin giới thiệu ca nương trẻ Kiều Anh. Trông đã điểm môi
xin kể một lời, một lời cho anh nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghệ sĩ trẻ Kiều Anh. Cảm ơn em rất nhiều. Nữa không ạ? Vâng. Vâng ạ. Xin mời quý vị cùng đến với Đêm Ả Đào, một bài hát cũng rất là khác so với những gì mà chúng ta vẫn vốn hình dung ra một nhạc sĩ Phú Quang. Xin mời quý vị cùng nghe bài hát này. Như ánh sao trời, đôi như ly rượu đầy vơi nghĩa gì. Thời gian ngừng lại không đi, trời vơi đắm đuối hàng mi hàng mi chậm chờ. Nào say đi quý vị. Một tràng vỗ tay dành cho những người nghệ sĩ bè của chúng ta, và xin cảm ơn quý vị. Nào say đi em.
trời ngang ngang dạy cho quên hết ưu phiền rồi mai ai biết tình mình tay lần đi đưa đi em kéo rồi quá muộn kéo đến cảm ơn ca sĩ Tùng Dương với phần trình bày rất tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là chỉ có đến đêm nay thôi thì chúng ta mới thấy được, mới biết được lên đồng trong âm nhạc của Phú Quang là như thế nào, phải không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phần lên đồng của ca sĩ Tùng Dương. Kính thưa quý vị, trong số tất cả quý vị đang ngồi đây, có quý vị nào nhớ được là nhạc sĩ Phú Quang của chúng ta có bao nhiêu bản Romang không ạ? Vâng, trong mỗi một bản Romang của nhạc sĩ Phú Quang thì đều có những câu chuyện tình yêu. Và với bản Romang số 2 thì chúng ta đã thấy tình yêu của một người phụ nữ trong lời thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh rồi. Và lối nhỏ, mình em, căn phòng nhỏ, anh cứ đến rồi ra đi vội vã. Bản Romang số 3 qua tiếng hát của Diva Hồng Nhung. Rồi ra đi vội vã, lời nguyện.